nè nè ken tóc dính nè. Mặt dính nè. Cái gì kìa, chú mày à, cái miệng ba cái miệng rồi nói không nói đó, nói gì đâu trời ơi, nói gì nói đi, nói với ông bà nghe đi. Chờ ông bà cô bác đi, con tên gì, con giới thiệu con tên gì đi. Nó gọi đây là Ken Tiger. Giới thiệu đây Ken Tiger. Tiger là tôi ảnh nè. Mình có phân biệt được, mình nhìn ở đâu mới phân biệt được hai người nào anh người nào em? Phân biệt với sao anh, tại thằng này nó móm. Móm hả? Nó là đứa con. Là con là em. Chứ mình có một gùi hay là có một cái dấu gì không? Không. Thằng này thì có hút son nhiều hơn em có ít nè. À. Sai qua, em ít hút son nhiều. Dạ. Yeah. Bớt á. Thằng này có nhiều. Ghét không nhìn mặt. Nghe. Đã sợ. Quá trời thấy ghét luôn mà. Ừ. Tám lắm mà, sao mày không tám đây? Hai bé không ngủ chưa? Mới ngủ dậy. Anh đã ngủ thức trước, anh này thức trưa rồi, anh này mới thức nãy giờ nè. Chưa tỉnh đó. Chưa tỉnh. Anh tỉnh rồi anh quậy á. Chút nữa anh tỉnh rồi thằng anh. Sao sáng giờ nghe được cái thông tin chồng cũ của con dâu cô nói chuyện cô ông bà nội thì sao? Tại vì nó nói là con tôi quýnh luôn bà lon. Mà con tôi có quýnh đâu. Mà nó nói con tôi chơi đá, mà con tôi nó chơi bó hâm tét rồi đó, 100%. Nhưng mà nó quýnh con vợ nó mà nó thừa con của tôi. Nó thừa của anh. Quýnh vợ nó cái ghế gãy, đạp xe vợ nó gãy luôn. Mẹ nó nói thôi mày với thằng Lon không có duyên nợ thì thôi. Với mày với anh đâu có coi máu mủ gì đâu. Hồi nãy nó quay kệ nó. Mẹ nó mới nói mấy câu là nó lon bia nó ăn uống á. Còn lon còn nước đang qua chỗ mẹ nó bể đầu. Mẹ nó khóc. Dạ. À con trai của bà ấy. Con trai của bà. Bà là thím. Lấy ông chú ruột. Lấy ông chú ruột của cô ha. Dạ. Không. Ừ. Vậy là ngày hôm nay thì cô với lại chú là giữ hai bé này ha. Dạ. Thì qua đây là bé ngoan cô. Ngoan đó. Dạ. Tối rồi khóc. Dạ. Bốn rưỡi nó khóc tới sáng luôn. Dạ. Đi khóc với nó luôn. Đấy là coi như chắc là nó nhớ mẹ không? Dạ. À, hôm qua đang được tin đi tìm đó là người đem hụt, đón hụt. Dạ. Rồi hôm qua cô nói chuyện lại với bà nội hai chưa? Nói rồi, bà báo bắt máy. Kỳ à? Dạ. Rồi giờ mà không bắt máy. Lúc cô nói chuyện với bà là bà nói là... Bà nói là lâu nó có về đây nè. Dạ. Về ghé nhà bạn nó. Dạ. Mà gọi cho tao, kêu tôi ra vậy đó. Nói rõ ràng như vậy. Dạ. Là nó mở clip lên, mở nó lớn lên cho nghe đó. Vậy mà sao tới đó thì bà nội hai bà nào là không gặp? Ai biết đâu, chắc bà che giấu. Chắc bà che giấu lo gì. Là mơ mơ là che giấu cháu dâu hả? Chắc vậy. Khóc rồi. Nó đòi sữa rồi cô. Ngủ. Để lâu ngủ. Vậy là có như bé được mấy tháng cô? 5 tháng mấy ngày. 5 tháng hả? Vậy là đang bú mẹ chứ đúng không? Ngủ nữa hả? Ngủ rồi đâu, ngủ. Ngủ rồi. À. Cô ẩm cho nó ngủ. Ba đưa mẹ về. Nó trông mẹ nó kiểu có mà. Không, mà bia Tiger rồi giờ coi như mai mốt là coi như con dâu về bảo nó coi như cho rượu nếp nữa nghe chưa? À, phải có rượu nếp là rượu chuối hụt nữa. Mà đầy đủ coi như nhậu luôn. À, chú giữ rồi như vậy rồi sao chú đi buôn bán? Thì tôi đi bán giấc sáng thì giấc bả nhà bả giữ. Ừ. Bả đi bán giấc số, giấc tối thì tôi ở nhà tôi giữ. Và có nghĩa là bán giấc số là chú thay phiên nhau bán hả? Ừ. Mình bán gì một ngày khoảng vậy là khoảng được bao nhiêu tờ giấc số chứ? Như giấc số lấy của đạo họ đưa không biết chừng, có khi họ đưa 101, có khi họ đưa 165 tờ, có khi họ đưa 220. Là có nghĩa là mình bán hết không? Hết. Ừ. Đó, thu nhập mình nếu mà bán hết khoảng 220 tờ đi là cao nhất của mình đúng không? Ừ. Là khoảng bao nhiêu tiền? Là mình lời tiền được 153.000. Ừ. Còn bán 101 là lời được 127.000. Yeah. Mà bán 101 tờ là nhiều, đưa 101 tờ là nhiều. À, là một ngày đó chứ hay là sao chú, hay là một cử mình đi bán. Một cử đi bán hả? Hay là cả ngày? Bán ngày nguyên ngày một có ngày. Nhiều.
Dạ rồi, coi như cái tiền phòng trọ nó thì hết nhiều không hả chú? Tiền phòng trọ thì 1 triệu rồi, đâu có đủ sống đâu, chứ như trong con mẹ ăn này về cho nó giữ thì mình nên tôi đi bán quả, đi bán con bò cho người ta thì nó đủ sống, mà giờ chia ca ra như vậy thì nó thiếu, không đủ ăn. Là giờ là trông mẹ hai đứa nhỏ này về để trông cháu, trông con để cho hai ông bà đi bây giờ bán ha. Như con mẹ nó về thì tôi đi bán vé số, rồi bả đi bán bún bò thì nó đủ sống. Còn bả bán bún bò thì ngày kiếm được 200, tôi kiếm được 100 mấy đó, thì 300 mấy nó đủ sống. Còn bây giờ bán có 100 mấy, mốt đổi số lợi có 127 ngàn là không có đủ sống. Vậy là giờ chú có trông dữ lắm không? Trông con dâu về dữ lắm không? Sao cũng trông nó về chứ, con nó có mẹ chứ. Con thì phải có cha có mẹ, không có mồ côi nó tội nó lắm. Nít mà cái gì cũng vậy, phải có đủ, có cha có mẹ, nó đầy đủ tình thương hơn. Nhìn bé cưng như vậy, giờ đang bú mẹ mà giờ mẹ bỏ mẹ đi ha. Đó, giờ là bú tay. Vậy là cái như mấy bữa nay là bú sữa lon không? Bú sữa lon không? Vậy tối sữa lon ở trên cộng đồng mấy gài cô bác người ta cho đó. Tối giờ có hay khóc nhẹ không? Ít lắm. Ít khóc nhẹ mà. Đói là nó mới khóc. Mà thường thường là thằng này nó ngủ với ba nó là nhiều. Thằng kia nó ngủ với hai chồng tôi. Chia vậy đó. Giờ cái như đói bụng là mút tay đó. Giờ đã cho cháu uống sữa chưa? Chưa rồi, tại nó mút tay vậy đó, chứ nó no rồi. Trời là mưa rồi. Nó ngay cái nó giờ nó ăn cháo được rồi cũng đỡ. Giờ anh ăn cháo gói rồi hả? Cháo dinh dưỡng á. Cháo dinh dưỡng. Cháo dinh dưỡng ở ngoài đó người ta nấu sáng, tôi đi ra ngoài tôi mua 10 ngàn. Nhưng mà con nghe người lớn người ta nói đó, tuổi mới được có 5 tháng cháo dinh dưỡng á, cháo dinh dưỡng. 5 tháng tuổi nè, ta ăn cháo đó nhiều không tốt, đường ruột. Vì cái đường ruột của bé nó chưa được hoàn thiện á. Trời là chủ yếu là sữa nhiều. Không thấy nó ăn được cũng không có gì. Cái không có là mua cái loại sữa nguấy á. Bột ăn dặm. Đó, bột ăn dặm á. Cái bé mới có hơn 4 tháng à, mà giờ cho ăn cháo dinh dưỡng ở ngoài ấy nó ảnh hưởng á. Không, cháo dinh dưỡng họ nấu á. Biết rồi, cái cháo dinh dưỡng mà ra họ nấu kiểu là để tràn lan, mình mua cháo bồ câu thì họ bán bồ câu không? Tại vì nó bé nó ngộ quá. Thấy nó nếu mà ăn không chịu là nó sẽ bị tiêu chảy này kia rồi, hoặc nó có triệu chứng khác này, thấy nó phát triển bình thường. Nè cười nè, đây nè, Tiger, bia. Mưa, hay là mưa. Kêu bia cái là cười nè. Bia. Mặt bù bập quá. Bia. Để cho ông nội làm vài lon này. Kiếm đứa nữa là đặt bò lúc lắc, đổ bộ luôn. Ông nội dưỡng à? Này không phải ba ruột của anh, không là ba dượng. Ông nội dượng là thương cháu không? Thương cháu quá. Ông nội dượng mà coi như chăm cháu quá nha. Thế bây giờ chào mỗi lúc mình thương nó thương mình à. Mưa quá rồi chứ. Rồi, clip này mình đây xin kết thúc rồi chị.